theo đùng á, thu lại đùng ta làm. Ôi trời các bạn ha. Cách nước chảy vô phùng tứ. Gánh tứ bắp nha các bạn. Cái này làm ít nên không có tứ mấy. Bắp mọc rồi nè. Tứ bộ thôi. Trời nắng. Nông dân cực khổ. Gánh bằng cây đồng gánh rồi bằng cây tre nè. Khi xưa mình cũng gánh như thế này. Sau này có máy móc phải làm khỏe. Đôi nước tứ đâu có được nhiều các bạn. Chưa được 10 mét. Quay trở lại lấy nước tiếp. Nhiều đây một sào tứ khoảng buổi sáng. Có cái kênh mương nước sẵn luôn. Gào lẫn thùng. Chút cái kèm gánh cho nó ấy ấy chút, nó dịu chút. Quá trời đợi cái tre lên nó gãy gãy xương luôn á. Tứ quen nha các bạn. Không quen để lên là sưng cái dài luôn. Rồi dài lắm. Khi xưa mình cũng tứ bắp với lại tứ cải. Sáng là gánh khoảng 200 mấy 300 đôi. 5 giờ sáng là bắt đầu tưới. Tưới tới khoảng 8 giờ mấy là xong. Vô ăn cơm. Đồi nước tứ khoảng 8 mét. Chưa được chục mét nữa. Hết đồi. Lúa thì mới xa. Gánh đi cái dài sừng dù lên luôn. Cây cứng quá. Này chốt cây đòn gánh cho nó dịu dịu chút. Bạn thấy nông dân cực khổ không? Làm quầy đồng, nắng, gió. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Làm ra được hạt gạo, hạt bắp đâu phải dễ đâu. Tại cái này ít chứ nhiều thì sử dụng máy móc. Với lại đất ruộng này rất là im nha các bạn. Nếu mà mình tưới bằng máy thì nước nó nhiều quá, dư nước. Cây nó còn nhỏ nên ta tưới bằng thùng gánh tưới cho nó ít nước. Ruộng bao la bát ngát à. Đây có mấy nhà lưới.
lại ngay chỗ cái mối hồi nãy tới tới đó đó. Giờ cứ tiếp. Quá trời, cây đồng gánh một cái tre cứng ngắc luôn ạ. Hàng vậy là tới hai đôi không đủ. Hàng dài là phải ba đôi mấy. Hàng ngắn này hai đôi rưỡi. Đó, tới đó là hết, hết hai đôi rồi đó. Chưa đầy hàng. Này gần lộ xe chạy. Thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Miệt mài sương gió. Rồi. Nông dân quá khổ các bạn ha. Đây, đây có cái nhà gỗ. Đôi chưa đầy hàng nha, hàng này dài phải ba đôi.